Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona không chỉ khiến cả xã hội lo lắng về an toàn sức khỏe mà còn có nhiều nỗi lo về kinh tế. Tình hình tiêu thụ nông sản của Việt Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, đang gặp nhiều trở ngại lớn. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, không chỉ thanh long, mít thái, loại cây trồng đang cho thu nhập cao hiện nay cũng lao đao vì dịch bệnh do virus corona. Đây là vườn mít thái 5.000 m² đang cho thu hoạch của gia đình anh Nguyễn Văn Kỷ ở thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Vào thời điểm trước Tết Nguyên Đán Canh Tý, vườn mít của gia đình anh đã được thương lái hỏi mua. Thế nhưng khi xuất hiện dịch viêm đường hô hấp cấp corona, thương lái đã không mặn mà đến vườn nhà của anh nữa. Mít đến thời kỳ thu hoạch buộc phải cắt bán, và sau nhiều lần chạy đôn chạy đáo tìm đầu ra, cuối cùng thì cũng có thương lái nhận lời. Tuy nhiên, thay vì như trước đây, giá mít loại 1 khoảng 35.000 đồng một ký, thì nay thương lái chỉ thu mua với giá từ 5 tới 7.000 đồng một ký, mà chỉ mua loại mít đại chín để tiêu thụ tại các chợ trong tỉnh. Thiệt hại từ việc thương lái chỉ thu mua mít cầm chừng với giá rất thấp đã khiến nhiều nhà vườn trồng mít như anh Kỷ lao đao. Chi phí mỗi vụ mít của gia đình anh vào khoảng 25 triệu đồng, trong khi với giá bán hiện tại, anh Kỷ chỉ thu về khoảng 10 triệu. Trước cái tình hình mà dịch bệnh hiện nay á, thì cái mít thì không thể nào là xuất ra đi Trung Quốc được, cho nên giá hiện tại là xuống rất là thấp, và hiện tại là họ cũng cho biết là họ rất là ồn ứ, cho nên không có xuất được. Cho nên là cũng ảnh hưởng đến nhà vườn rất là lớn. Kinh tế nhà vườn đầu năm mình thấy nó cũng rất là bị sụt giảm đi rất là nhiều. Tình trạng mít ủng ứ, giá giảm thấp cũng xảy ra tương tự tại xã Suối Rau của huyện Châu Đức. Mới vụ thu hoạch, vườn mít thái này cho sản lượng khoảng 10 tấn trái. Nếu như trước Tết với 5 tấn mít, chủ vườn thu lãi 50 triệu đồng, thì thời điểm này 5 tấn trái đang neo trong vườn, chỉ thu về chưa đến 10 triệu. Hiện xã Suối Rau có 150 hectare diện tích trồng mít thái, trong đó có 120 hecta đang cho thu hoạch. Cũng bằng dày năm ngoái, tức là cái Tết năm 2019 á, là bà con bán được từ 30 đến 40 ngàn đồng trên 1 kg mít một. Thế mà đến nay thì hiện nay ảnh hưởng từ cái viêm phổi corona thì là thương lái nó không mua nữa, vì Trung Quốc họ không tiếp cận, nên là cái giá nó giảm rất sâu. Đây là ảnh hưởng rất lớn đến bà con trồng mít trên địa bàn xã. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 542 hectare diện tích trồng mít thái, với sản lượng hàng năm khoảng 5.670 tấn. Huyện Châu Đức là địa phương có diện tích trồng mít lớn nhất tỉnh với trên 350 hectare, tập trung tại các xã Suối Rau, Nghĩa Thành, Xà Bang. Cái giá mít thấp do cái tình hình của dịch bệnh nó xảy ra thì cũng để địa phương cũng khuyến cáo bà con thì nên là giữ vững định vườn, cần săn sóc để mà chờ cái thời giá lên lại. Còn hai nữa thì cũng yêu cầu địa phương thì cũng bám sát vào cái quy hoạch của tỉnh để mà phát triển cái cây ăn quả sao cho phù hợp thị trường mà tiêu thụ, thì đề nghị bà con ta cũng hướng đến là tìm cái thị trường tiêu thụ trong nước. Trong vòng 5 năm trở lại đây, mít thái là loại cây trồng mang lại kinh tế cao cho nhà vườn và chủ yếu được thương lái thu mua để xuất đi Trung Quốc. Với bối cảnh cả Việt Nam lẫn Trung Quốc cần phải bế quan tỏa cảng vì dịch bệnh viêm hô hấp cấp, giá mít rất thảm hại và có rất ít thương lái thu mua. Hiện nay nông dân đành chấp nhận bán mít với giá rẻ, đồng nghĩa với việc chấp nhận một vụ thu hoạch thua lỗ. Thất bại này cũng là dịp để thấy rõ tầm quan trọng của việc đầu tư đẩy mạnh chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh, cũng như cả nước nói chung.